Chuyện tình báo Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 5 Tập truyện phản gián Nhật ký kẻ vô danh Chào cô Bích Hải Dạ chào các anh Các anh là Chúng tôi là công an biết cô đang chuẩn bị vào ti Nhưng vì công việc nên chúng tôi cũng xin lỗi trước để đề nghị cô bớt chút thời gian cho chúng tôi được hỏi một số việc việc gì thế ạ rất quan trọng và nhân tiện cũng xin đề nghị luôn chúng tôi rất mong muốn cuộc nói chuyện này sẽ được cô dự kín để cô có thể tin cô hãy xem giấy tờ của chúng tôi cảm ơn các anh dạ có lẽ cũng không cần đâu em tin là các anh không mời cô cứ xem đi đây là thủ tục và nguyên tắc Cô đã nhìn thấy tấm thẻ này rồi phải không? Vâng. Của anh trai cô là Nguyễn Hoàng Lâm. Vâng. Hôm nay chúng tôi muốn hỏi cô một số điều về anh trai cô. Trước tiên, cô hãy đọc lá đơn này. Trời ơi, đây là đơn của mẹ em đi mà. Chết, thì ra cụ lại viết đơn cho các anh ạ. Anh Lâm anh ấy đã dặn chính vì lá đơn và lời anh ấy dặn cô nên chúng tôi buộc phải đến gặp cô hôm nay chúng tôi sẽ nói rõ cho cô biết sự thực để cho cô có thể giúp đỡ cho công việc của chúng tôi cần phải biết sự thực cô bích hải ạ à. chúng tôi được biết cô là đoàn viên thanh niên hơn thế nữa lại là phó bí thư tri đoàn của lớp phải không đó là phần mở đầu của cuộc gặp gỡ giữa mình và trinh sát của anh với cô sinh viên bích hải có người anh trai là hoàng lâm trinh sát đặc biệt bộ nội vụ đang thi hành một số nhiệm vụ bí mật ở Hà Nội. Trong lúc đó, tại một địa điểm khác, người trinh sát có nhiệm vụ điều tra về Lưu Kính Cáp đang báo cáo với Văn Chấn. Theo các nguồn tin cung cấp đã được xác định, những lần lên Hà Nội trước đây, Cáp đều có gặp một số nhân viên của sứ quán Trung Quốc tại một số địa điểm sinh hoạt công cộng của người Hoa như quán ăn, tiệm cà phê. vào năm 1966. Hắn đã từng viết bài cho báo Tân Việt Hoa với danh nghĩa là cộng tác viên không chính thức. Nội dung các bài thường là những thông tin về tâm tư đời sống của những người Hoa làm việc ở vùng lân cận Hải Phòng như Cát Bà, Cát Hải và sinh hoạt ở một số hợp tác xã đánh cá ngoài Bạch Long Vĩ. Trước khi báo này bị đình bản khoảng 2 năm, hắn cho in bài cuối cùng về tinh thần cách mạng và tấm lòng hướng về tổ quốc của những người Hoa làm người buôn bán trong nội thành Hải Phòng. Lần nào lên Hà Nội, hắn cũng dựa sinh hoạt với bạn bè trong hội Hoa Liên và thường chỉ nói bằng tiếng Trung Quốc. Từ sau năm 1976, ít lên Hà Nội hơn và thái độ cũng tỏ ra không nhiệt tình với các hoạt động của hội lắm. Cá tính rất đặc biệt, rất mê chuyện cổ Trung Quốc và sùng bái nhân vật Tào Tháo. Trước đây, nói chuyện với bạn bè, bao giờ cũng có câu cửa miệng. Ta ta phụ người, còn hơn để người phụ ta. Và nhắc đi nhắc lại câu chuyện Tào Tháo giết cả nhà lã bá xa. Người bạn đã cưu mang mình, chỉ vì ngộ nhận bạn định hại mình. Cáp giải thích với mọi người là câu ấy có thể dùng làm châm ngôn xử thế trong buôn bán. Thậm chí còn sưng sưng nói bừa rằng Nó đồng nghĩa với câu nói của Việt Nam Mất lòng trước, được lòng sau Từ sau năm 1976 Cáp trở nên lầm lì Ít ba hoa chuyện trò hơn trước Đặc biệt là ở Hải Phòng Trước đây hắn vốn đã kín đáo Ít nói Thì nay lại càng ít nói hơn Không bao giờ bình luận gì Về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc Không tỏ ra thái độ đồng tình với việc người Hoa kéo nhau về Trung Quốc Có lần ngồi ngoài cửa Hắn còn buột miệng Nói với hàng xóm Phải bỏ đây đi Thì tiếc quá Bên đấy chẳng làm ăn dễ dàng đâu Tuy nhiên Việc điều tra về gia đình Cáp cho thấy Đã phát hiện một số điểm không phù hợp Như trong lý lịch của Cáp Cáp đã khai Chẳng hạn về bố mình Là Lưu Kính Ngọc Cáp khai làm nghề trồng răng không tham gia hoạt động xã hội gì Nhưng đã có những tin chưa được xác định Nói rằng Lưu Kính Ngọc Là đảng viên quốc dân đảng Trung Quốc Trong những năm 1940 Có nhiệm vụ hoạt động gì đó Rất bí mật ở Hải Phòng Và khi quân tàu tưởng Kéo vào giải giáp quân Nhật Năm 1945 Có người đã thấy Lưu Kính Ngọc Ngồi cùng xe với một viên sĩ quan Trong cơ quan phản gián Của tướng Lưu Hán ở Hà Nội Một nguồn tin khác cũng chưa xác nhận nói rằng Lưu Kính Ngọc bị ám sát năm 1951 ở bằng tường chứ không phải là ngộ cảm chết như Cáp đã khai. Những tin tức thu lượm được về bố đẻ của Cáp quả thực là những tin khá quan trọng nên để xác định được nó, Văn Trấn đã đề nghị trưởng ban báo cáo với cục và yêu cầu cục giúp đỡ. Đối với Văn Trấn lúc này, mối quan hệ Tây Ba, Lưu Kính Cáp Trần Lãm và Hoàng Lâm đang hình thành ở trong óc, đặc biệt là sự xuất hiện của Hoàng Lâm. Nhận xét của sĩ nghiệp nơi Lâm đã công tác trước khi nhập ngũ đã ghi có tính tự do vô tổ chức hay đi muộn về sớm quan hệ nam nữ không đứng đắn tác phong sinh hoạt thiếu lành mạnh nhiều lần đã bị tri đoàn đưa ra kiểm điểm nhận xét của đơn vị quân đội nơi lâm phục vụ cũng ghi có tinh thần công tác và học tập, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bản thân là một chiến sĩ có trình độ nghiệp vụ khá nhưng thiếu tinh thần tương yêu, giúp đỡ đồng đội, tỏ ra vô kỷ luật trong một số trường hợp. Có những hành động quan hệ trai gái thiếu đạo đức trong đơn vị và với nhân dân quanh vùng đóng quân, làm ảnh hưởng đến quan hệ quân dân và đã hai lần bị kỷ luật về khuyết điểm này. Một lần kỷ luật sau đã bị khai trừ đoàn thanh niên Ở địa phương Lâm cũng đã bị công an lập biên bản Phạt vi cảnh về tội Tụ tập bạn bè Sinh hoạt văn hóa không lành mạnh Và uống rượu say Gây rối mất trật tự trị an Tóm lại Gã đã có nhiều tiền sự Văn Chấn nhận xét Có thể hình dung khá rõ Tư cách của gã ra sao Đối với ông Việc mất tích và sự xuất hiện trở lại ở Hà Nội của Hoàng Lâm với cái lốt chính xác đặc biệt. Việc hắn mò tới nhà Trần Lãm ở Hải Phòng đã trở thành những sự kiện có ý nghĩa liên quan tới vụ án. Hắn hiện đang đóng một vai trò gì? Ông chưa xác định được, nhưng điều chắc chắn hắn không phải là một tên tội phạm hình sự thông thường hoặc một tên đảo ngũ đơn thuần. Những kẻ có tư cách đạo đức như vậy rất dễ sa ngã và trở thành đối tượng sử dụng rất thích hợp cho kẻ thù. Để thỏa mãn dục vọng cá nhân, những kẻ như thế sẽ không ngần ngại nhúng tay vào tội lỗi, kể cả những tội lỗi lớn nhất. Và tìm bằng được tung tích của Hoàng Lâm, Văn Trấn quyết định như vậy và tung nhóm trinh sát của mình vào cuộc. Việc nghiên cứu lá tư tìm thấy trong nhà Trần Lãm cũng đưa lại cho Văn Trấn nhiều điều mới mẻ Ông nói với tưởng Đây là một bức thư bình thường Và không phải là của Trần Lãm Bức thư viết đã khá lâu Giám định kỹ thuật nói Là phải cách đây tới 10 năm Hoặc hơn thế Viết vào năm nào thì không rõ Nhưng thời gian viết nhất định Là phải trên 10 năm Người viết là một người đàn ông khỏe mạnh Có học thức Đây là kết luận của kỹ thuật Còn của riêng tôi thì người đó phải là một người đã từng sống dưới chế độ cũ anh có chú ý cách dùng danh từ trong này không bây giờ rất hiếm phải nói là hầu như không có ai trong lớp người trẻ dùng các từ về phòng đi phòng thay cho tàu hải phòng đi hải phòng người này lại dùng những đại từ nhân xưng ở ngôi thứ ba số ít trong tiếng pháp để chỉ người khác cái đó cũng như các từ vu, toa, moa. Bây giờ chẳng còn ai dùng nữa. Điểm thứ ba là ông ta lại dùng các danh từ tiếng Pháp để chỉ thời gian. Đáng lẽ viết 15 gạch ngang số 4 như chúng ta thường viết thì ở đây lại là 15 an vi. Như thế, điều kết luận của tôi về bức thư này là Người viết là một người đàn ông tuổi hiện nay ít nhất 50 có học thức biết tiếng pháp và đã từng là một công chức dưới chế độ cũ hiện giờ nếu như không nói là hôm nay đang sống tại hải phòng rõ thường đáp người này có một người đàn bà tên là l là vợ cũ hoặc nhân tinh sống ở hà nội người đàn bà đó đã có một đứa con trai với ông ta hiện người đàn bà đó đã có chồng tên là nở và hình như ông n này và tác giả bức thư có một quan hệ biết nhau ở một mức độ nào đó một mức độ nào đó thôi anh hiểu không chứ không phải là thân thiết vì sao ạ không ai lấy vợ của bạn thân cả hơn nữa vợ bạn đã có con qua cách hỏi trong thư thì tôi biết người viết thư và anh chàng n kia có quen biết nhau nhưng họ không thể là thân hữu của nhau được người viết thư rất lo cho thái độ của n đối với thằng bé mặc dù có thể cuộc hôn nhân giữa n và người phụ nữ tên l này là kết quả của việc chấp nhận sự tồn tại của thằng bé đó tức là ông n đồng ý lấy bà l mặc dù đã biết bà l có thể có một đời chồng và đã có con riêng đúng như thế nhưng không phải là có thể mà là chắc chắn ông n đã đồng ý lấy bà l với đứa con riêng của bà ta Đến đây thì theo anh Lý do nào đã khiến ông ta đồng ý như vậy Bà L có thể là một người đàn bà rất đẹp Hoặc giàu có Còn có thể bà ta và ông N Đã có quan hệ với nhau từ trước đây Nói tóm lại Họ có thể lấy nhau vì tình yêu Nhưng ta chưa cần tìm hiểu lý do này vội Chỉ biết rằng Họ đã chấp nhận chung sống với nhau Trong điều kiện như vậy Ở đây Tôi chỉ quan tâm đến tác giả của bức thư Với viết thư này Từ sau khi lở lấy chồng Không có quan hệ công khai với bà ta nữa Mà mỗi lần lên Hà Nội Chỉ hẹn gặp nhau ở địa điểm cụ thể nào đó Có thể để tránh cho người chồng của bà ta Những sự khó xử Hoặc để họ tự do tâm tình với nhau hơn Đến ngày công thành danh toại Mới tính đến chuyện đoàn tụ với vợ cũ Hoặc người tình cũ Ông ta đang theo đuổi một sự nghiệp gì mà cao cả đến nỗi phải hy sinh cả hạnh phúc riêng tư. Trong thư, ông ta có viết là công việc ông ta đang làm, đòi hỏi rất tranh thủ tỉ mấy kịp thời gian như người ta giao cho tôi. Tưởng đọc Anh thử đoán đó là công việc gì? Bảo có anh, đoán như vậy thì vô vàn lý do. Duy có điều là Có điều gì? Là một trong công việc không bình thường Một công việc không bình thường Chính thế đấy Văn Trấn đứng dậy Đi đi lại lại quanh phòng Một người đàn ông đã từng sống Dưới tời Pháp Này đang theo đuổi một công việc không bình thường Để một ngày không xa Tới hưởng hạnh phúc Ở một chân trời mới Nghe cũng đủ hiểu Ông ta muốn nói đến chân trời mới là đâu rồi ông ta lại có một người vợ cũ hoặc nhân tình có tên là l ở hà nội điều đó khiến tôi đã đi tới chỗ đề nghị giám định nét chữ người viết đó mặc dù ở đây lá thư đã được viết khác tự sạng đi nhưng lần này phải nói là ta đã gặp may kết quả giám định cho thấy nét chữ của bức thư cũng như tập nhật ký và bản tự khai lý lịch của lê việt có những nét cơ bản hoàn toàn giống nhau Riêng nét chữ của bức tư và bản gai lý lịch của Lê Việt Thì đã được khẳng định chắc chắn cùng một bàn tay người viết Thủ trưởng kết luận đây là thư của Lê Việt gửi cho bà Liên Tuổi của Lê Việt và người này trùng khớp, Nét chữ được khẳng định là giống nhau Tên của người phụ nữ được nhắc đến cũng gần như trùng nhau Cuối cùng công việc mà bọn chúng theo đuổi Xét ra cũng có tính chất y như nhau Như vậy đã đủ chưa? Bà có anh, thế là đủ rồi đấy ạ Bức thư này được viết trong khoảng thời gian nào? Theo tôi, phải khoảng từ năm 1955 trở lại đây Có thể chắc như thế được không ạ? Theo như ông Tiến đã cung cấp cho chúng ta Lần cuối cùng ông ta gặp Lê Việt và bà Liên là vào năm 1953 khi đó họ chưa có con và bà Liên này cũng chưa lấy ông nở. Hãy giả sử bà Liên có mang trong năm đó, vậy thì bà ta có thể sinh con vào khoảng cuối năm 1953 là sớm nhất. Có phải không? Sinh con xong, bà ta chắc chưa thể lấy chồng ngay lập tức mà ít nhất cũng phải một hai năm sau, tức là khoảng năm 1955. Khi đó, con bà ta đã đủ cứng cáp để bà ta có thể tính đến chuyện hẹn hò với Lê Việt được Những người nhà giàu ở thành thị ngày trước Có phải trông con đâu Họ có người ở, vú nuôi Ý kiến của cậu rất đúng Xong nếu chịu khó đọc lại bức tư lần nữa Cậu sẽ thấy có câu trả lời Về thời gian đấy Thứ nhất Bà Liên lấy ông nở Sau khi đã có con Đúng thế chứ Theo như tình tiết nêu ra Mà người viết tư hỏi bà Liên Về thái độ của nở đối với đứa bé có tỏ vẻ khó chịu gì không vẫn như cũ chứ thì vẫn như cũ có nghĩa là ông nờ này đã từng nuôi đứa bé kia mà không tỏ ra khó chịu gì tôi hiểu rồi ạ thứ hai đứa bé vẫn nhận được quà của bố đẻ nó gửi cho một cách kín đáo quà ấy có thể là thức ăn đồ chơi nhưng loại trừ khả năng là thức ăn đi vì ta đã được biết bà liên là con nhà giàu Vậy thì quà cho đứa trẻ ấy Chỉ có thể là đồ chơi Và một đứa trẻ đã biết tự chơi đồ chơi Thì nó không thể là một đứa trẻ sơ sinh được Nếu không nói Nó khoảng 1 đến 2 tuổi Như thế dứt khoát bức thư này Phải là viết từ năm năm trở đi Ông quyết định Chúng ta sẽ đi Hà Nội tìm bà Liên này Anh không đi đến khả năng Bà ta không còn ở đây nữa sao Nếu tôi tính như vậy thì chẳng còn việc gì đáng phải tìm kiếm nữa Lúc này hãy tính thêm một yếu tố nữa Làm cơ sở cho giả định của ta Tại sao lá thư này lọt vào tay Trần Lãm Đây là một lá thư đã được gửi đi Qua bưu điện hay qua người chuyển giúp Ta chưa xác định được Xong ta có thể chắc rằng Đây là một bức thư hoàn chỉnh Đã được gửi đến cho người nhận Nghĩa là đến Hà Nội Nó lọt vào tay Trần Lãm bằng cách nào Ta chưa biết nhưng điều đó ta có thể đoán được là nó cũng chỉ lọt từ tay người đó và tay trần lãm cách đây không lâu lắm điều đó làm ta tin rằng người nhận được bức thư này có thể vẫn còn ở hà nội và trần lãm cũng sử dụng địa chỉ của bức thư để tìm ba liếp nếu hắn cũng như ta đang rất quan tâm đến lê việt tức là ông khách hàng vũ quang vinh của hắn tuy tôi chưa có lý do để thiết lập mối quan hệ giữa hắn lưu kính cáp và hoàng lâm trong việc này cũng như chuyến đi hà nội hiện tại của hắn nhưng dù sao tôi vẫn nghĩ rằng lên hà nội tìm bà liên lúc này là đúng ý anh định cho tìm thế nào ạ lại phải tra tìm hồ sơ thôi Quan này có thể nhờ hà nội ngay được mục tiêu ta sẽ tìm là người đàn bà có tên là liên lấy một người chồng có tên bắt đầu từ chữ n và khoảng thời gian từ cuối năm 1954 trở đi Tôi sợ rằng sẽ nhận được hàng tá những liên và nở như vậy Chưa hết, họ có một đứa con Con trai ngoài giá thú Có thể mang họ mẹ Và đứa con trai đó là đứa con lớn nhất trong nhà Năm nay chả khoảng 25 tuổi Thêm vào đó là thành phần của người mẹ Tư sản hoặc tiểu tư sản gì đó Những cái này có thể giúp ta thu hẹp diện tích tìm kiếm Và đưa lại hy vọng đạt kết quả nhanh chóng hơn. Anh có có ý kiến gì nữa không? Báo cáo không. Thế thì chuẩn bị đi, ta sẽ đi Hà Nội vào sáng sớm ngày mai. Bây giờ phải gọi điện thoại lên trên ấy trước để họ chuẩn bị. Trong suốt một ngày trời Hà Nội, văn trấn và thường đã phải xem tới trên 400 hồ sơ về những cặp vợ chồng có vợ tên là Liên và tên chồng bắt đầu bằng chữ N, có hộ khẩu thường trú Hà Nội từ trước năm 1954 do nhiều nguồn cung cấp sở công an ủy ban nhân dân cho đến tận sập tối khi đã mệt lử vì tra cứu phân tích và bàn bạc cuối cùng họ lựa chọn được hai trường hợp đáp ứng tương đối đầy đủ các điều kiện đã đề ra ta sẽ đến cả hai địa chỉ này trước tiên là địa chỉ gần đây nhất văn trấn quyết định nào đi ăn uống và tắm rửa một chút rồi đi anh không có ý định nghỉ ngơi tối nay sao Thường hỏi Rõ ràng là anh đã khá mệt mỏi Lúc này anh chỉ trực ngáp Tất nhiên Đối với cả tớ lẫn cậu Cái tốt nhất lúc này là được một trận xối nước thoải mái Và sau đó Một cái gối thật êm Nhưng theo tớ công việc cũng sẽ không kéo dài Quá 3 tiếng đồng hồ nữa đâu Đoạn ông nháy mắt với thường Hy vọng vào giờ này tối mai Cậu sẽ được trả lại tự do Địa chỉ mà Văn Chấn muốn đến sau Là một người phụ nữ tên là Kim Liên 50 tuổi Có chồng tên là Nhâm Nguyên là giáo viên một trường tiểu học tư thục Ở Hà Nội Hồi tạm chiếm Và sau đó là giáo viên trường quốc lập Khi thủ đô giải phóng Hiện nay ông vẫn còn dạy học Bà Liên có một con trai ngoài giá thú Và theo giấy khai sinh Thì bố của đứa trẻ đã chết Cậu này lấy họ mẹ Tên là Ngô Văn Sơn Sinh cuối năm 1953 Năm nay 25 tuổi Đã tốt nghiệp đại học Bách Khoa Và được giữ lại trường làm phụ giả Trường hợp kia cũng tương tự Trong đó người chồng tên là Ninh Trước làm việc ở ngành đường sắt Này đã nghỉ hưu Họ cũng có một con trai ngoài giá thú Tên là Tân Con riêng của người vợ với đời chồng trước Cả hai bà Liên này đều có thành phần xuất thân là tư sản và tiểu tư sản. Văn Trấn đã quyết định phải đến cả hai nơi. Nhưng đúng vào lúc ngồi lên xe xem tài liệu một lần nữa, ông mới phát hiện ra một điều mà trước đó vì sơ xuất nên đã không xem kỹ. Ở trường hợp thứ hai, người con ngài giá thú của bà Liên này đã chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh ở với người chồng trước, có tên địa chỉ và nghề nghiệp đàng hoàng. Hơn nữa, bố mẹ đẻ của bà này là chủ xưởng đồ da. Mà như vậy thì chắc chắn họ không thể nằm trong những nhà doanh nghiệp có tên tuổi đến dự bữa tiệc của Mr. Giang Sơn ở Hải Phòng được. Như vậy, địa chỉ duy nhất mà ta chỉ cần đến là bà Kim Liên kia thôi. Quay xe đi. Văn Trấn quyết định và ra lệnh cho người lái xe. Theo địa chỉ ghi trong tập hồ sơ, họ đến một căn nhà ở phố Cửa Nam, nhưng đến nơi mới rõ bà Kim Liên không ở đây nữa. Lại phải đến đồn công an, và một tiếng sau họ mới tìm ra chỗ ở mới của người cần tìm đó là một ngôi nhà có cửa hiệu trên phố huế khi văn Trấn bước xuống xe ông nhìn thấy một cô gái trẻ đứng sau tủ kính bày những đồ xa xỉ phẩm những áo phông sài gòn áo ngủ phụ nữ kiểu mới nhất và những tỏi son đánh môi sặc sỡ mang nhãn hiệu nước ngoài chú cần mua gì cô gái nhìn văn chấn với vẻ tò mò và nhuệt một nụ cười của người bán hàng muốn chào mời khách Tôi cần gặp bà Kim Liên Cô gái lặng lặng quay vào nhà Vài ba phút sau Một người đàn bà bước ra Trong bộ quần áo mặc ở nhà May bằng thứ vải đắt tiền Vừa toàn nhìn thấy bà ta Văn Trấn đã cảm thấy mình không nhầm Vẫn khuôn mặt trái xoan Và cắp mắt nhỏ hơi dài ấy Lớp phấn đánh rất cẩn thận Trên mặt như cố làm nhẹ bớt Những nếp nhăn của tuổi tác Nhưng đồng thời cũng như muốn giới thiệu với khách rằng vẻ duyên dáng và sự đại các của chủ nhân không hề bị thời gian làm phai nhạt. Một người đàn bà đẹp có của, ăn mặc quý phái, Văn Trấn nhớ tới những lời mô tả mà ông đã thuộc lòng. Những ngón tay búp măng cho đến bây giờ vẫn để móng dài. Bà là Kim Liên. Dạ, ông cần gì? Văn Trấn đưa mắt ra hiệu cho thường và anh rút tấm tẻ trong túi ra đưa cho người đàn bà bà kim liên mấp máy môi đọc và lặng lẽ đưa trả lại tấm tẻ quay lại với cô con gái đang chòng chọc, nhìn khách bà ta khẽ bảo con vào lấy nước đi lan bà nói với thường thì ra các anh ở bên công an xin mời anh và ông vào nhà mời khách ngồi xuống bộ salon sài gòn bà kim liên hỏi vẫn với tường chắc bà tưởng anh ta là nhân vật quan trọng hơn. Anh cần gặp nhà tôi hay tôi? Chúng tôi cần gặp bà." Văn Trấn đáp, "Thế ông nhà đâu? Nhà tôi đã đi nằm nghỉ trên gác, buổi tối ông ấy hay đi nằm sớm, nếu cần để tôi bảo cháu gọi." "Hiện giờ chúng tôi cần gặp bà." Văn Trấn nhắc lại, "Bà có thể nói với cô Lan tạm vào nhà trong một lát, nếu có thể thì đóng cửa càng hay. Chúng tôi chỉ muốn trao đổi riêng với bà thôi." Vâng, đóng cửa hàng và nhà trong đi lăn Bà Kim Liên đỡ lấy khay nước Từ tay con gái rồi bảo con Ôi, thế thì con chạy ra đằng này một lát nhé mẹ Cô gái như được dịp lịch đi chơi Này mẹ luôn Nói xong, không đợi mẹ trả lời Cô ta vụt đi vào nhà trong Và chỉ một phút sau Đã thay áo khác, dắt xe đạp ra liếc mắt nhìn cách Như tay cho lời chào Cô ta đóng cửa và đi thẳng Bà có vẻ chiều cháu nhỉ? Dạ không đâu ạ. Bà Kim Liên mỉm cười, hơi có vẻ ngượng vì hiệu ý khách. Bố cháu nghiêm lắm, còn tôi thì tôi vẫn bảo ban nó đấy ạ. Con gái bây giờ đảnh đoạn lắm, không được như thời trước đâu. Nói rồi bà ta ngưng lời, đưa mắt nhìn văn chấn. Và tưởng như có ý chờ đợi hai người nói rõ mục đích việc tới thăm. Thấy khách vẫn chưa nói gì, bà ta rót nước ra tách đặt lên đĩa và đưa ra mời. Mùi trà ướp sen thơm thoang thoảng. Ông và anh rơi nước. Cảm ơn bà. Văn Trấn đỡ lấy chén nước, thông tả uống một ngụm và đặt xuống bàn. Ông lấy trong túi ra tấm ảnh Lê Việt và đưa cho bà Kim Liên. Bà biết người này chứ? Một vẻ sừng sốt và sợ hãi thoáng hiện lên trên khuôn mặt người đàn bà. Dạ. Văn Trấn cất tấm ảnh vào túi Ông nhắc lại câu hỏi Bà quen ông ta chứ phải không? Vâng Xin bà cho biết tên ông ta là gì? Dạ thưa ông Người đàn bà lúng túng Liếc nhìn về phía cửa gác Sau một giây do dự Bà ta hạ giọng nói khẽ Phan Quang Phan Quang Cả văn chấn và tường đều sửng sốt Không kém gì chủ nhà Khi thấy bức ảnh Vâng Bà quen ông ấy từ bao giờ? Dạ từ năm 44 ở Hà Nội. Đúng. Lúc ấy bà đã biết ông nhà chưa? Dạ chưa. Năm ấy tôi mới có 17 tuổi. Tôi gặp ông Phan Quang ở một nhà người bạn anh của tôi. Hôm ấy là sinh nhật của anh ấy. Chúng tôi nói chuyện với nhau và từ đấy thì quen nhau. Phan Quang là người ở trên này. Không, ông ấy là người dưới phòng. Ông ấy chỉ lên Hà Nội khi có công việc thôi. Và cũng có khi lên đây chơi Ông ấy làm nghề gì? Chắc bà biết chứ Từ năm 1944 Văn Trấn nghĩ thầm Vậy là điều này vượt cả dự kiến của mình Mình đã tưởng họ chỉ quen biết nhau Vào đầu những năm 50 Dạ thưa ông Hình như ông ấy làm công cho một hãng buôn Của người Nhật Tôi cũng chỉ biết có vậy Còn hãng buôn nào thì tôi không được rõ Ông ta đã biết bà như thế phải không? vâng ông ấy nói với tôi như vậy có bao giờ bà thấy ông ta đi với ông chủ người nhật của ông ta không ông ấy đến nhà tôi chỉ đi một mình thôi còn ông chủ nhật ông ấy có nói đến nhưng không nhắc tới tên bao giờ và cũng chỉ có một lần tôi thấy ông ấy đi với ông chủ kia đi bằng xe hơi ở ngoài phố nhưng không qua nhà tôi vì thế tôi chẳng biết gì cả bà thấy ông ta là người thế nào bà kim liên đưa mắt nhìn văn chấn một cách e rẻ một người tốt ạ à? văn chấn mỉm cười tốt là tốt thế nào à bà dạ nói chung là tốt bà kim liên tôi rất hiểu bà nhưng ở đây tôi muốn bà cung cấp cho tôi những điểm rõ ràng nhất về một mối quan hệ của người đó và bà là tương đối nhất thân thiết chúng tôi đang điều tra về người đó và những việc làm của người đó phải nói thật với bà rằng có thể nó hại đến an ninh của tổ quốc ta vậy mong bà hãy nhận thức được điều đó để giúp đỡ chúng tôi với hết khả năng mà bà có thể giúp được bà hiểu tôi chứ người phụ nữ nhìn ban chấn bằng cặp mắt sợ hãi nét mặt bà ta dường như nhợt nhạt thêm thưa ông quả thực tôi không nghĩ văn quang lại là một người như vậy một kẻ phạm tội chúng tôi chưa kết luận dứt khoát ông ta là tội phạm bà đã nghe nói là có thể như vậy điều bà cung cấp cho chúng tôi về ông ta sẽ giúp một phần cho chúng tôi xác thực được ông ta là người thế nào nếu như tôi không nhầm ông hạ giọng thì bà từng chung sống với ông ta liệu bà có thể cho chúng tôi biết điều chi tiết hơn về ông ấy hơn là một câu nhận xét hết sức ngắn gọn của bà vừa rồi không thực tình tôi cũng không biết nói gì nhiều hơn với ông bà kim liên đáp giọng đã có vẻ trấn tĩnh hơn phan quang ngày ấy khi tôi quen là một người nói chung là có những nét rất đàn ông mà người phụ nữ chúng tôi thích ông ấy rắn giỏi thông minh ăn nói có duyên và tuy không phải là người giàu có nhưng rất chịu khó chú ý đến hình thức Tức là cũng biết ăn mặc Nói tóm lại Ông ta là một tay rất ga lăng Bà Kim Liên hơi đỏ mặt Cúi đầu không đáp Bà biết gì về công việc của ông ấy Tôi Cũng chẳng để ý nữa Tôi và ông ấy chỉ gặp nhau Những khi ông ấy lên đây Những lúc đó sau khi công việc xong Ông ta đến chỗ tôi Và đưa tôi đi ăn hiệu Xem hát hoặc xem cine Chúng tôi chỉ coi nhau về chuyện tình cảm ông ta cũng có hỏi tôi về công việc kinh doanh của các cụ còn tôi thì chẳng bao giờ hỏi ông ta về công việc làm ăn phan quang không thích nói đến và vì tôi là phụ nữ nên cũng không thích quan tâm đến chuyện đó ông ta làm việc cho hãng buôn nhật vậy là ông ta phải nói thạo tiếng nhật vâng ông ấy nói được nhiều ngoại ngữ ngoài tiếng nhật ông ta còn thạo tiếng pháp và một chút tiếng anh nữa như tôi đã kể với các ông ông ta là người có học, nếu ông ta làm việc cho nhà nước, ông ta có thể giữ một chân tham biện hoặc gì đó tương đương. Bà nói rằng quen Phan Quang từ năm 44. Vậy bà và ông ta vẫn giữ quan hệ với nhau suốt từ đó đến nay. Dạ không. Tôi đã mất liên lạc với ông ấy từ năm 45 đến tận năm 1951. Sau đó tôi mới gặp lại ông ta. Vì sao thế? Ông ấy không có việc sau khi hãng buôn đóng cửa đấy là ông ấy nói với tôi như vậy và ông ấy bảo là có lẽ phải đi sài gòn ít lâu tôi giữ ông ấy ở lại không được vì tính ông ấy cường quyết lắm ông ấy không muốn nhờ vả bất cứ ai thế rồi tôi chờ ông ấy suốt mấy năm trời chẳng có tin tức gì cả tôi đã gửi thư đi hải phòng thậm chí tôi còn xuống đó tìm ông ấy hai lần nhưng đều không gặp Địa chỉ ở Sài Gòn Ông ấy cũng không để lại Vì thế tôi cũng chẳng biết Hỏi ông ấy ở đâu nữa Lê Việt đã khai xong lý lịch Là y bỏ lên kiếm sống ở Hà Nội Năm 1945 Và đến tận năm 48 mới vào năm Văn Trấn nghĩ thầm Mâu thuẫn vẫn tiếp tục phát triển Trong suốt mấy năm đó Ông ta không gửi cho bà một lá thư nào Vâng, không có một dòng nào cả bà có hay xuống hải phòng với ông ta không có những dịp các cụ nhà tôi xuống đó nhận hàng con măng ở pháp gửi về tôi đều đi theo bà xuống đó trước hay sau khi quen văn quang sau khi quen ông ấy có bao giờ bà xuống một mình không cũng có một hai lần tôi phải lấy lý do là xuống thăm một bà bác họ ở dưới đó Thấy các cụ nhà tôi nghiêm khắc lắm và vì là gia đình nề nếp Nên các cụ dẫn hạn chế Cho con gái đi chơi xa một mình Sau năm 4 năm Bà gặp lại ông Phan Quang Trong trường hợp nào Đầu năm 1951 khoảng sau Tết Thì ông ấy đột ngột đến nhà tôi Trông ông ấy lúc đó thế nào Vẫn khỏe mạnh lắm Hơi gầy hơn một chút Nhưng vẫn còn rất khỏe Nhưng ông ấy tôi có cảm tưởng Thời gian vừa rồi ông ấy không đến nỗi túng thiếu Ông ấy có kể cho bà nghe Về cuộc sống của ông ấy Mấy năm xa cách bà không Có nhưng cũng chỉ qua loa thôi Đại khái là không thành đạt lắm Tôi chỉ biết vậy Tính ông ấy kín đáo Đã không muốn nói đến cái gì Thì tôi hiểu không nên hỏi về cái đó Mặc dù tôi cũng rất tò mò Muốn biết ông ấy đã sống ra sao Trong suốt hơn 5 năm trời đó Lần sau thì ông ấy làm việc gì Tôi được biết ông ấy đã sinh được một chân làm việc ở cảng đầu năm 1953 bà có xuống hải phòng không? Dạ có và bà cùng đi với ông ta dự một bữa tiệc chiêu đãi ở đồ sơn vâng mà mà sao ông biết bà kim liên tốt lên với vẻ ngạc nhiên tôi đọc trong báo văn chấn mỉm cười vậy trong bữa tiệc ấy bà thấy thái độ của phan quang ra sao tôi thấy lần này ông ấy có vẻ nói thông thạo tiếng Anh hơn trước kia. Ông ấy đã nói chuyện với ông Jackson không cần phiên dịch. Họ nói chuyện với nhau và có biết không? Thưa ông, tôi chỉ nghe hiểu được lõm bõm thôi, vì tôi chỉ biết tiếng Pháp và tiếng Pháp thì thực ra không giống tiếng Anh lắm, nhiều từ còn khác hẳn và lại lúc đó cũng ồn ào. Nhiều người nói chuyện với cậu mợ tôi nên tôi không để ý lắm. Phan Quang không phải là nhà kinh doanh, song ta lại được mời đến dự tiệc nhỉ? Tôi cũng không rõ, nhưng tôi thấy ông ta có tiếp mời của ông Jackson. Nói chung, theo tôi hiểu, những người Mỹ này là loại khách mời mới mẻ ở ngoài này, nên họ thích mở tiệc tùng để tỏ ra hào phóng và nhân tiện cũng là để tiếp xúc với nhiều giới, tìm hiểu tình hình. Bữa tiệc đó không chỉ có giới kinh doanh mà có đủ loại người. Phan Quang nói chuyện gì với Jackson chưa? Cũng ngắn thôi, những câu tôi nghe được thì chỉ là chuyên môn buôn bán làm ăn khi bà xuống hải phòng phan quang có dẫn bà lại chơi nhà bạn bè của ông ta không có tuy ít thôi nhưng tôi cũng nhận thấy là ông ấy có quan hệ rộng nghĩa là có nhiều bạn làm ăn bà còn nhớ mặt người bạn nào của ông ấy không tôi không nhớ tôi chỉ gặp họ một lát và lại cũng đã lâu lắm rồi ông ấy có bạn thân hay họ hàng ở pháp không tôi cũng không rõ có bao giờ bà thấy ông ấy nhận được hàng gì từ bên pháp gửi về không tôi cũng không rõ khi bà đi chơi với ông ấy ở hải phòng bà có thấy người ta gọi ông ấy bằng một cái tên khác không không à có tôi đã nghe thấy có người gọi ông ấy là việt thấy tôi hơi ngạc nhiên phan quang có giải thích biết tôi rằng việt là tên hồi bé của ông ta bà cho phép tôi học câu này vì sao Bà và Phan Quang không đi tới hôn nhân Ông ta và bà hình như không có gì chê trách ở nhau cơ mà Người đàn bà đắng đo một lúc rồi đáp lại Thưa ông, có hai lý do làm chúng tôi không cưới nhau được Thứ nhất là vì lúc đó các cụ thân sinh ra tôi không đồng ý Phan Quang không có họ hàng thân tích Vì thế nên các cụ cho là vô gia cư Không có môn đăng hộ đối Hơn nữa bản thân ông ấy lại cũng bị cậu mợ tôi cho là cái lăng bạt kỳ hồ Mà tính cách ấy thì các cụ không thể nào chấp nhận được Thứ hai là do Phan Quang cũng chưa muốn dính vào chuyện vợ con Khi mà sự nghiệp chưa thành đạt Ông ấy nhiều lần nói với tôi rằng Chẳng sớm thì muộn, ông ấy rồi sẽ đạt được vinh hiển Khi ấy thì chẳng có gì ngăn trở chúng tôi được nữa Chúng tôi cũng đã nhiều lần bàn bạc, bạc với nhau Và cuối cùng cũng đi đến thống nhất Là tạm thời phải chia tay nhau Tôi lấy nhà tôi bây giờ Và cố chờ ông ấy trở lại Ông nhà có biết Phan Quang không? Ông ấy chỉ biết rất ít thôi Bà Kim Liên đang nói dở Bỗng dừng lại Một thanh niên đang mở cửa dắt xe vào Anh ta chào một tiếng mợ Và lúng túng nhìn cách Văn Trấn chủ động giơ tay bắt tay anh ta Và tự giới thiệu Tôi là chỗ quen biết cũ của bác Cậu là Sơn phải không? Dạ vâng, chào chú Sao lại đóng cửa hàng tiếp mở Cái Lan đâu Em nó vừa xin phép chạy ra phố một chút Giống Lê Việt lắm Quản chấn nhận xét Thảo nào mà bức thư con nói đến Nếu lớn lên Nó vẫn được như vậy Đợi cho Sơn đã đi vào nhà trong Ông hỏi Kim Liên Bằng một giọng khẳng định Cháu là con riêng của bà Phan Quang Bà Kim Liên khẽ gật đầu Với một tiếng vâng rất nhỏ khi làm bạn với bà ông nhà cũng chấp nhận cháu dạ vâng ông ấy là một trong những người theo đuổi tôi từ lâu khi biết là cuộc nhân duyên giữa tôi và ông quang không thành ông ấy đã tìm đến tôi và ngỏ lời đáng lẽ trước đây cả tôi cũng như các cụ nhà tôi đều không chấp nhận ông ấy nhưng vì sự lỡ dở này có thể làm chúng tôi mang tai tiếng vì gia đình tôi là một trong những gia đình phong lưu danh giá nên Thế có nghĩa là mình đã đoán sai đôi chút về điều này Văn Trấn nghĩ thầm Bà lấy ông nhà hiện giờ Trước hay sau khi sinh cháu Sơn Dạ trước độ vài tháng Vì thế khi sinh cháu Tôi đã phải về quê Hồi đó là cuối tháng chạp Năm 1953 Sau khi làm bạn với ông nhà Bà còn gặp ông Quang nữa không Ông ấy không đến nữa Nhưng ông ấy có hẹn Bà ở đâu không Dạ không và bà cũng không hẹn gặp ông ấy ở đâu cả Vâng Ông ấy và bà có gửi thư cho nhau nữa không? Có Tôi có gửi thư cho ông ấy Báo tin là đã sinh cháu Sơn Ông ấy cũng chỉ gửi một lá thư ngắn Trả lời và an ủi tôi Còn thì từ đấy trở đi Thì thôi không gửi thư từ gì nữa Lá thư ấy là vào thời gian nào thế bà? Dạ đầu năm 1954 Nghĩa là sau khi tôi sinh cháu được vài tháng Bà còn giữ lá thư đó không? Không Tôi đã đốt đi Để rồi ông nhà tôi khỏi biết Chính tay bà đốt đi Vâng Phan Quang có gửi quà cho cháu Sơn lần nào không? Không ạ Vậy là bà và ông ấy Sau đó không còn liên lạc gì với nhau nữa Dạ đúng Những câu trả lời sau Bà Kim Liên đều đáp với vẻ khó nhọc tựa như bà ta không chịu đựng được nữa văn trấn khẽ lắc đầu ông ngước nhìn đồng hồ treo tường định nói một câu gì đó nhưng lại thôi bà kim liên vậy là bà không mong ông phan quang trở lại với bà nữa sao có tôi vẫn mong bà ta mấp máy môi khẽ đáp nhưng ông ấy chưa thấy trở lại cháu sơn có biết gì về ông ấy không có cháu có biết cháu không phải là con đẻ của nhà tôi và tôi có bảo cháu rằng ông quang đã chết rồi từ đấy cháu cũng không hỏi han gì tôi nữa văn trấn đứng dậy xin bà cho tôi hỏi một câu cuối cùng bà đã nói với tôi hết sự thực chưa thưa ông tôi đã nói hết rồi đấy vâng đã nói hết trong khoảnh khắc văn trấn có cảm tưởng nét mặt người đàn bà đứng trước mặt mình như giả hẳn đi sao anh không đưa bức thư ấy ra tưởng hỏi khi hai người đã ngồi trên xe không cần thiết Những điều cần biết thì ta đã biết cả rồi Vì thế nên bàn hãy Khi đã định hỏi về bức thư Bắt được tôi chợt nghĩ ra Và thay đổi ý định ngay Tất cả những câu trả lời Về cuối của bà ấy đều là nói dối Một nửa thôi Bà ấy có nói thật Nhưng nó chưa hết Việc bà ta gửi thư cho Quang Sau khi sinh tạc bé Sơn Và Quang gửi thư trả lời là sự thực Đấy là buộc phải trả lời như thế vì nếu không câu chuyện sẽ rất vô lý Thường cao mày nhận xét Đúng, cũng vì lý do đó mà bà ta phải trả lời thật câu tiếp theo Về việc Sơn có biết mình là con của Quang Nhưng tiếp theo nữa lại là sự không thực về chuyện quả cáp Có thể, bà ta không được nhận lá thư mà Trần Lãm đã lấy được Văn Trấn lầm bậc như tự nói một mình Nhưng dù sao thì về điểm này Bà ta vẫn nói dối Tất cả những chuyện đó Có làm cậu rút ra một kết luận gì không Hà tưởng Phan Quang là Lê Việt Đúng Điều đó thế là đã được xác định Nhưng còn kết luận tổng quát Cậu đã nhận ra chưa Và không đợi thường trả lời Ông thông tả nói Là tất cả những điều mà Kim Liên nói với ta Đều đã được dự tính trước Không phải bà ta dự tính Mà là một kẻ đang đứng trong bóng tối chính là lê việt cơn buồn ngủ của tường đã mất hẳn đi anh nhìn chằm chằm và văn chấn vậy theo ý thủ trưởng thì lê việt chỉ quanh quẩn ở đâu đây và bà kim liên đang che giấu hắn bà ta đang che giấu cho hắn cho hắn chứ không phải là hắn tôi chưa hiểu ý thủ trưởng trong lúc ngồi nói chuyện với bà ta cậu có nghe thấy gì không không đúng không thế mà tôi đã nghe thấy những tiếng chân người rón rén ở trong buồng chỗ gần cửa ra vào ai muốn nghe chỗ chúng ta nếu không phải là sơn tôi rất nghi ngờ vai trò của cậu này hiện giờ ta đã thống nhất với nhau là bà kim liên nói dối ta tất cả những chuyện về quan hệ giữa bà ta với lê việt từ sau khi có sơn và mục đích nói dối chỉ là che giấu cho sự thực về gã tình nhân này hiện đã có mặt ở hà nội và đang lẩn quất ở đâu đó hắn đã gặp bà này bằng một cách nào đó và dặn bà ta trả lời như thế nào khi có người hỏi đến. Cách trả lời nửa vời, nửa thực của bà đã cho phép chúng ta xác nhận giả thiết. Tôi đang nghĩ Việt đã thông tin cho bà ta như thế nào. Hắn có thể đến tạc nhà này khi ông Nhâm đi vắng như một khách mua hàng bình thường. Không, hắn sẽ không làm như vậy đâu. Rất mạo hiểm. Tại sao? Anh quên rằng Ngoài chúng ta ra còn có những kẻ khác Cũng đang sang tìm hắn sao Trần Lãm với một chiếc biên lai like sửa chữ TV Cho Vũ Quang Vinh Và nay lại có bức thư của hắn trong tay nữa Cậu nhớ rồi chứ Hắn có thể không biết Trần Lãm đã có bức thư ấy Nhưng hắn vẫn có thể đánh ngơi được sự nguy hiểm Nếu ở trường hợp này Không có Sơn Thì tôi cũng sẽ còn phải phân vân khá nhiều đấy nhưng vì có Sơn và lời thú nhận rằng Sơn đã biết mối quan hệ cha con đó Nên buộc lòng tôi phải lôi cậu ta vào cuộc Nghĩa là sau khi phát giác ra thái độ khả nghi của cậu ta Tôi cho rằng cậu ta có thể đang đóng vai trò liên lạc giữa bố đẻ và mẹ đẻ Tại sao cậu ta phải nghe trộm câu chuyện giữa mẹ và khách Chỉ vì cậu ta đã linh tính thấy có chuyện bất thường Khi nghe tôi một người lạ mặt tự giới thiệu Là người quen cũ của mẹ cậu ta Rất tiếc Lúc đó cả tôi lẫn anh Đều không theo dõi bà Kim Liên Nhưng tôi tin rằng Rất có thể bà ta đã có một sự gia hiệu Bằng mắt nào đó cho Sơn biết Nhưng Sơn là người đã lớn lên Dưới chế độ ta Biết đâu sau khi rõ Về bố đẻ của mình Cậu ta lại có thái độ khác thì sao Không đơn giản như thế đâu Lê Việt hay Phan Quang rất quý đứa con tình cờ này Nên hắn không bỏ qua nó đâu Anh chẳng thấy hắn đã thổ lộ tình cảm với Sơn Ở trong thư gửi cho bà Kim Liên sao Không Hắn sẽ nắm lấy cậu ta Và chắc là nắm được Hắn có thể làm được việc đó Vì hắn có cả một thời gian dài Từ ngày ấy đến nay Ta đã thấy Sơn Cũng như cô em cùng mẹ khác cha của cậu ta Đã được nuôi dưỡng Trong một môi trường khá thoải mái những cô cậu như vậy, tính tình thường dễ dãi và ít khi có sự phân biệt trong quan niệm lắm. Nguy hiểm là chỗ đó. Như thế, tức là Sơn sẽ im lặng. Đúng thế. Và nói đầy đủ ra thì phải là đã đang và sẽ im lặng. Anh cho rằng Sơn biết chỗ ẩn nấu của Lê Việt chứ không phải là bà Kim Liên. Tôi chưa cho rằng như vậy, nhưng tôi nghĩ hai mẹ con phải biết tung tích của hắn hiện nay họ chỉ che giấu cho hắn thôi chứ không phải là che giấu hắn nhưng để có thể liên lạc với hắn thì một trong hai người phải biết một địa điểm hẹn hò nào đó và như hoàn cảnh hiện giờ thì có khả năng người đó là sơn anh thấy thế nào vâng nếu nói là một địa điểm hẹn hò thì điều đó có thể có lý đấy lê việt nếu đang ẩn náu ở đâu đó mà chưa muốn lộ mình thì chắc chắn hắn phải hẹn gặp mẹ con bà kim liên ở đó xét về phương diện tình cảm thì bây giờ sơn gần gũi với hắn hơn là bà mẹ vậy là ta đã thống nhất quan điểm ý anh có định truy tìm phan quang từ sơn ra không tất nhiên nhưng ta sẽ không nói chuyện với cậu ta theo kiểu đã nói chuyện với bà kim liên lúc nãy đâu không có thì giờ để làm việc đó và xét ra có làm thế cũng chưa chắc đã là một cách giải quyết hay Vậy thì làm thế nào? Hay là theo dõi Sơn? Chính thế, hãy bám sát lấy từng hành động của cậu ta Có thể liên lạc với nhóm cậu Bình được ngay bây giờ không? Để tôi thử xem Ở cơ quan cục, tuy đã muộn Nhưng đồng chí cục phó vẫn chờ Văn Chấn ở phòng trực ban Thấy Văn Chấn trở về, ông hỏi ngay Tình hình thế nào do anh Chấn? Văn chấn báo cáo lại một lượt các công việc đã làm và kết quả điều tra cho đến hết ngày. Nghe xong, cục phó hỏi nhanh. Vậy các anh có cần chúng tôi hỗ trợ về người không? Và có đồng chí, hiện giờ thì tôi tạm thời có đủ để giải quyết công việc đấy ạ. Thế về những cái khác, phương tiện kỹ thuật, vật chất, những khoản này thì có đấy. Sáng mai tôi sẽ làm yêu cầu cụ thể. Theo nhận định của anh thì bao giờ có thể kết thúc vụ này? Hiện giờ tôi mới chỉ nắm được Một vài đầu mối chưa chắc chắn lắm Nhưng theo tôi Có lẽ việc kết thúc sẽ không kéo dài Vài ngày nữa Tốt Nên giải quyết cho nhanh và gọn Đồng chí cục trưởng hôm qua Cũng đã hỏi tôi về vụ này Như thế có nghĩa là anh ấy Cũng đang quan tâm đến rồi đấy Nếu quả như thực Thằng này đã hoạt động từ năm năm tư đến giờ Thì tác hại của nó gây ra cho chúng ta không phải là nhỏ đâu Báo cáo anh Chúng tôi đã có một đề nghị với cục Về việc giúp xác minh lý lịch Của mấy tên chủ chốt Có liên quan trong vụ này Cục phó ngắt lời Chúng tôi vẫn đang tiến hành việc đó Đã có lệnh ưu tiên giải quyết Cho các anh rồi đấy Còn gì nữa nhỉ Lần này tôi có đem theo tập ký Và một số bút tích mới tìm thấy Của tiên quang Tiếc là có sự hạn chế về mặt kỹ thuật trong việc giám định ở dưới chỗ chúng tôi nên đành lại phải đem lên đây để cục giúp đỡ tôi muốn về mặt này nhất thiết phải có sự kết luận chắc chắn sao anh cứ gửi lên sớm hơn tôi được rồi ngày mai cục sẽ cho giám định ngay cho anh cục phó gật đầu à mà luôn để báo tin với anh hãy căn cứ vào tình hình hãy chuẩn bị lấy vài phương án phá án đi có thể ngày mai lãnh đạo cục sẽ làm việc với anh đấy mà tính thủ trưởng nhà mình thì anh chắc biết Không bao giờ cụ ấy làm việc với một cán bộ nào đó Chỉ có trong tay một phương án Nhất lại là một vụ tương đối như vụ này Văn Trấn khẽ cười Bà có anh, tôi vẫn nhớ đấy ạ Bây giờ thì anh nên đi nghỉ đi Mệt rồi Tôi đã bảo họ chuẩn bị cho các anh chỗ ngủ Cần nước nôi hay thức ăn gì Thì cứ báo Về cục phải coi như về nhà mới được Bà có anh, rõ Thường đã quay trở lại Anh đã liên lạc được với Bình Hiện nay đang ở bên sở Và đã giao cho Bình việc theo dõi Sơn Thủ trưởng còn dặn gì cậu ấy không ạ? Không Miễn sao là đến sớm mai Đã có người ở đó là được rồi Thế đêm nay thì sao? Đêm nay thì chưa có vấn đề gì đâu Ông vừa dọn giường vừa bảo tưởng Hy vọng là đến sáng mai Giả thiết của chúng mình sẽ có cơ sở chứng minh Trái với lần theo dõi trần lãm Lần này thì mình lại rất cần Chúng bị đánh động Vừa đặt mình nằm xuống Ông lại sực nhớ ra Bình nó báo cáo gì về tên Lâm không? Hôm nay nó đã gặp em gái ở chỗ hẹn Và đưa đi uống nước giải khát Ở một tiệm cách trung tâm thành phố khá xa Chỉ có vậy thôi Tôi đã bảo Bình tiếp tục theo dõi Đã biết được chỗ ở của nó chưa? Bà có anh Quân của cậu Bình đã bị nó cắt đuôi lúc quay về Làm ăn thế đấy Văn chấn bực tức thốt lên Ông cố kìm một câu bình phẩm nặng nề Thế lúc ấy cậu mình ở đâu? Em cũng không rõ Được rồi Lần này về nhà sẽ trị cho nó một mẻ Thường cố thanh minh cho đội trinh sát Dạ báo cáo anh Chắc là do địa hình Ở trên này lạ Anh em còn chưa thạo Và lại thằng Lâm này Nó lái Honda giỏi lắm nhưng nó cũng phải biết việc của nó chứ Cái thằng Bình ấy Văn Trấn vẫn không hết bực mình Lần này là lần thứ hai rồi còn gì Ông không nằm Mà trở dậy Lấy thuốc lá ra hút Chấm thuốc xong Rít được vài hơi Ông quay lại toan hỏi Thường Xem anh ta có hút không Thì thấy Thường đã ngáy một cách ngon lành Ở trên giường Cái thằng mệt quá đây Nỗi bực dọc của Văn Trấn bỗng tiêu tàn Ông ngắm nhìn cán bộ của mình Mặt bình thản trong giấc ngủ Của người đồng đội trẻ Và bất giác mỉm cười Các bạn vừa nghe sang phần 5 Tập truyện phản gián Nhật ký kẻ vô danh